ngay sau kia là ngay sau cái đụn kia là tới nơi rồi. Mình thấy rồi. Phát sóng trong sa mạc. Tới Dubai có rất là nhiều những cái thói quen, những cái tập tục, những cái luật lệ khác với lại nhiều nơi khác. Một trong những cái luật lệ đó là liên quan tới vấn đề rượu bia. Mấy bữa nay chúng tôi nhận xét thấy là ở trong các siêu thị cũng như là chắc trong các cửa hàng bán thì người ta không có bán bia, không có bán rượu. Chỉ có những loại bia mà là không có rượu cồn thì có, còn ngoài ra rượu bia thì không có. Cái điều đó không phải là ngẫu nhiên mà có, mà nó có luật hẳn hoi. Chúng ta nói chuyện với anh Văn, người ngay ở Dubai này trên 10 năm nay, để hỏi thăm anh về cái luật này nó như thế nào. Anh Văn, cái vấn đề luật lệ về rượu bia ở Dubai nó như thế nào thưa anh? Bên này thì gọi là mình muốn uống rượu thì mình phải vô trong mấy cái khách sạn, chứ mà ở ngoài không có mấy cái tiệm bar như là bên Pháp hoặc là bên Mỹ. Mà bây giờ mình uống rượu ở nhà cũng vậy nữa, mình phải có một cái license, mình phải có giấy phép. Mà giấy phép đó là mình phải gọi là mỗi năm mình xin giấy phép đó. Khoan, xin hỏi danh cho rõ. Người ta thường thường á, là bán rượu bia thì cần có license. Đúng. Ở đây anh ấy đang nói tới cái vấn đề là mua rượu bia mang về nhà tàng trữ để mà uống từ từ, chứ không phải uống ngay tại bar thì vào bar, những cái bar nào mà có bán bia rượu thì mình uống, còn những cái chỗ nào nhà hàng á, như chúng tôi mấy bữa nay đi tới nhiều cái nhà hàng hỏi bia rượu người ta không có. Thì anh nói là kể cả vấn đề mua bia rượu mang về nhà để dành uống dần cũng phải có một cái bằng riêng cho cái chuyện đó, đúng không? Đúng. Anh nói về cái bằng để gọi là được quyền giữ rượu. Đúng. Thì gọi là ở nhà mình muốn mua rượu là mình phải có một cái bằng. Vô trong cái tiệm rượu phải đưa cái bằng ra, người ta mới bán rượu cho mình. Và cái bằng đó là để mình có mua mà để trữ ở nhà mà để mình uống. Làm sao để có thể có được cái bằng đó? Thi hay là như thế nào thưa anh? Cái bằng đó là mình phải nộp giấy. Giấy đó là gọi là cái giấy của công ty mà mướn mình, phải chứng minh là cho mình phép để mà mình uống rượu. Và có cái bằng đó là một. Hai, mình phải đưa hình passport ra, hộ chiếu ra. Ba là mình phải đóng tiền khoảng chừng 40 đô. Xong mình nộp cái đó là mình mới có thể mình có. Khi mình có cái bằng đó rồi đó thì mình sẽ được quyền mua bao nhiêu rượu, bao nhiêu loại rượu, rượu loại gì cũng được, rồi mình chất đầy nhà, hay là nó cũng có cái giới hạn nào đó thưa anh? Dạ. Nó có trong mỗi năm mình có được mua khoảng chừng 10.000 dirham. Rượu tức như là nguyên năm đó mình không có thể nào mà mình mua hơn cái đó được, là khoảng chừng 2.500 euro đó. Đó, khoảng 2.500 euro tiền rượu bia trong một năm, uống hết thì đợi năm sau mới được uống tiếp. Đúng. Hay là mình ra ngoài bar mình uống thì cái đó là khác. Tại sao có những cái vấn đề rất là khó khăn trong cái vấn đề uống rượu uống bia như thế thôi? Thì cũng như là bên này là một là cái nước là cái Hồi giáo là Muslim, tức như là không có được uống rượu. Hai là cái luật nó rất là gọi là chạy xe hơi rất là nguy hiểm. Bên này là cấm tuyệt đối, nếu mà mình chạy trong máu không có được một gram nào hết. Nếu mà lính bắt mà khám phá ra là có một tí nào đó là sẽ vô tù. Khác hẳn với bên Mỹ là coi như là 0.8%, là dưới 0.8% là được quyền. Nãy giờ chúng ta thấy bạn Đạo ở đằng sau giơ cái chai rượu lên một cách rất là hớn hở. Lý do là vì mấy ngày nay bạn ấy không được uống một giọt nào cả, mà tới hôm nay được đi cái doanh trại ở sa mạc thì người ta bán rượu bia, anh mới có dịp để uống, cho nên anh vui lắm. Cũng nói về cái vấn đề đạo hồi đó thì có một cái chi tiết khác nữa là liên quan tới vấn đề thực phẩm. Đạo hồi người ta không có cho ăn thịt heo, nhưng mà ở đây cũng có một số nơi có bán thịt heo, hoặc là trong chợ có bán thịt heo với những cái giới hạn nhất định của nó. Anh nói đôi chút về cái đó thưa anh. Thì bên này là cũng như là đa số là mấy người nước ngoài qua bên này làm việc, thì vì mấy người đó được ăn thịt
thịt heo. Thì bên này mình vô trong một cái chợ thí dụ thì nó có một cái góc rành riêng để bán bất cứ mấy cái sản phẩm mà nó liên hệ với thịt heo. Nhưng mà ở đó vừa vô thì nó sẽ để là ở đây cấm mấy người đạo Muslim vô đó. Tức là vì là đạo cho nên không có cho bán thịt heo rộng rãi. Nhưng mà vì cái vấn đề xã hội bây giờ có quá nhiều những người nước ngoài vào làm việc ở đây, họ cũng không thể quá khó khăn để mà là làm cho khó khăn người ta không tới nữa, cho nên là phải có một cái cách nào đó là như vậy. Thì một cách cụ thể là như thế nào? Thì gọi là ở đây nói chung là dân 3 triệu người dân ngoài nước ngoài, mà trong nước có 1 triệu dân thôi. Tức như là mình đa số. Thì nếu mà mình cấm không có thịt heo, nếu mà mình cấm không có rượu, thì gọi là cái thị trường nó sẽ không có được phát triển. Đó, thì vì lý do đó người ta biết là người nước ngoài qua đây là để làm việc, chứ không phải là mấy người mà gọi là đi du lịch. Chứ không phải qua đây để đi tu, phải không anh? Đúng rồi. Cho nên phải cho người ta hưởng những cái điều gì người ta đã hưởng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đó là một vài những cái rất là lạ so với lại những cái nơi khác. Vấn đề uống rượu bia cũng như rượu ăn thịt heo. Thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái điều khác nữa ở xứ Dubai này, cũng như là xứ các tiểu vương quốc Ả Rập này. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm trong những video tiếp tới.